Xin chào quý khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng nha. Hôm nay thì Tony đang ở cái khu vực này, nó thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh quý khán giả. Gần gần chỗ Mộc Bài á, gần gần cửa khẩu Mộc Bài thì ở đây có một cái gốc mai cổ thụ rất là khủng mà nó bị suy khá nặng. Suy cũng lâu lắm rồi, suy gần cả năm luôn á. Rễ đầu rễ đen thui không có đi được rễ cám nè ha. Hoành 115 quý khán giả. Khủng luôn. Ghê chưa? Hoành 115. Cũng thuộc dạng lão làng á. Cây có ba thân ha. Xiên xiên. Siêu siêu. Đó. Ở trên là trạng thái là kéo nhựa để nuôi thôi chứ rễ không đi được, cây suy nặng quá. Giờ hôm nay xử lý coi có thể phục hồi lại được không quý khán giả ha. Phía trong cái thân này đang có dấu hiệu lên nấm nữa đó, chỗ đó lên nấm nó chắc bị mục rồi, Nó lên nắm từ hầu đầu bứng về. mục thân chỗ đó rồi, lên lâu dữ vậy hả? Thì là nó mục dữ rồi, nấm nó nấm mục à, chết rồi nè, cái nhánh này chết rồi à, lá nè. Lá này lá me nè, lá kéo nhựa thân ra sống rồi. Rễ yếu quá, thân nó khô khô, chỗ này không phải nứt nha, không phải nứt, không phải nứt Nó từ da. hồi đầu bứng là nó có y vậy rồi. Ngày xưa là nó kiểu nứt lớn mà. Rồi cuối cùng nó teo tóp. Cây đẹp quá, cây gốc khủng quá mà. Để suy uổng, từ lúc bứng về đến giờ suy luôn. Em vô ôm cho bà con hình dung cái cây mình coi. Ngầu cỡ nào. Đó. Đã chưa? 115 quý khán giả nha. Ai tiện đây thì bạn này, bạn cũng là người làm cây ha. Bạn có một số cây ở trong vườn nè. Đây cũng một cây mai, mai vàng. Cây này nó cũng hơi yếu, bị nhện đỏ. Lá bị nhện đỏ quá trời. Thân thì bị nấm, nấm hồng. Dàn đế dàn rễ nè. Cái này hoành được nhiêu em? Cái đó hoành 68 hoành. 68 hoành. Hoành chỗ này nó có co chữ C đẹp nè. Đó, viên cái bệ co chữ C nè. Cái này mình hạ hết cái dàn cốt này. Mình ghép cũng cũng đẹp nè. Hoặc là để chơi viên nguyên thủy ha, 9 12 cánh. Cây này nó dạng giống như là giảo. Nhện đỏ trên lá còn nè ha. Bán luôn quý khán giả nha. Quý khán giả nào cần thì giao lưu thì cứ comment ở dưới để lấy số điện thoại của bạn chủ vườn. Bên đây có cái cụm rừng dúi nè. Cụm rừng dúi đẹp quá nè. Nguyên một bệ luôn quý khán giả nha. Nguyên một bệ cụm cụm rừng dúi. Hoàng Anh Mộc đó. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân. Sáu thân lớn. Đường kính cái chiều dài hình hột xoài này chắc cỡ 2 mét quý khán giả. Cái bầu này 2 mét. Phôi ha. Này cũng tiềm năng á. Đó, đang giao lưu luôn quý khán giả nào mua thì muốn giao lưu thì comment dưới. Bên này có mấy gốc cây kiểu giống như cây bóng mát. Nè, bên này có gốc khế. Đây, gốc khế cổ thụ cũng khủng nha. Bên này thì vú sữa. Vú sữa có cái tàn bay cũng đẹp ha. Vú sữa này cũng to.
Quay sơ sơ, gốc khế này cũng to nè quý khán giả. Bây giờ quý khán giả mình coi, muốn biết thêm chi tiết thì comment dưới lấy số điện thoại của bạn chủ vườn ha, bạn gửi cho nha. Gốc khế cái bệ cũng đẹp nè, to, gốc khế này to chắc khoảng trăm mấy, 150-200 ạ. Cũng hạ tàn này, hạ tàn kiểu như để làm bonsai à. Trong này có gốc khế đẹp lắm nào quý khán giả. Có gốc khế bonsai nè. Cái củ khủng không? Đó. Chắc phải 200 ạ. Viên củ luôn. Có được cũng chục cây, đặc biệt là có mấy gốc này nó hay nè ha. Thứ nhất là cái cụm rừng Hoàng Anh Mộc 6 thân. Đây gốc mai. Giống như dảo, 92 cánh. To. Đang kêu giao lưu với khán giả nha. Giá hữu nghị thôi. Còn bên này là cây mai khủng 115 hành bị suy. Đó, giờ mấy anh em xử lý cứu chữa cho cụ mai này. Chó nó ra nó giữ gốc mai nè. À, quý khán giả mình thấy cái gốc mai nè, đất nè, cục đất ngỗng nè, đất sét sình giống như đất làm gốm, đất làm gạch á. Khui ra nè, giả mang chứ. Đó. Nên nó không đi được cọng rễ cám nào luôn. Cũng may là nó chỉ hư tới đây thôi. Còn khoảng 20 phân rễ còn tươi. Đang khui được nữa rồi. Bên này thì còn cái cụm này còn tươi nè. Rễ còn ngon. Đó. Cũng may á. Bên này cũng chưa khui. Nhưng mà chắc kiểu vậy đó quý khán giả. Mấy cái rễ về đây là giòn hết rồi, chết hết rồi. Đó. Nó mấy cục đất ngỗng toàn là sình không nè, nè, khui ra nè. Nên nó chết rễ hết, rất là uổng quý khán giả ha. Giòn rụm nè. Rễ nè. Không. Cây này cực kỳ nặng luôn. Dàn rễ nhỏ nhỏ là chết hết, khô hết. Chỉ còn mấy cái rễ bự bự như vậy là trụ lại thôi. Giờ kích lại cái dàn rễ bự này, hy vọng kéo lại được cái cây quý khán giả ha. Rễ này xấu rồi. Con này nhắc lại là cây này tới 115 hoành nha. Rất là khủng.